Nếu như có người nói với bạn, bạn đang nằm mơ, và nếu bạn vẫn mãi không chịu tỉnh lại thì bạn sẽ mãi mãi chìm trong giấc mơ đó, thì bạn sẽ làm gì? Câu chuyện này đã thực sự xảy ra với một người bạn có nickname là Quy. Cậu ấy nói, có một ngày, Quy cùng với em họ và bạn gái đi xem phim xuất chiếu lúc nửa đêm. Lúc đó thì chỉ có 3 người bọn họ mua vé, giống như là bao rạp luôn vậy. Sau khi phim chiếu được một lúc thì cậu ấy nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía sau. Cậu ấy mới quay người lại thì thấy có một người đàn ông đội chiếc mặt nạ trùm đầu ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Đương nhiên là không thể nhìn thấy rõ mặt của người đó, bởi vì khi bọn họ bước vào rạp thì không thấy có một ai cả, và trong lúc chiếu phim thì cũng không thấy ai đi vào nữa. Vậy rốt cuộc anh ta vào đây từ khi nào? Thế là cậu định quay sang nói chuyện với bạn gái, thế nhưng lúc này bạn gái cậu đang tập trung xem phim cho nên không để ý gì tới cậu. Chẳng bao lâu sau, âm thanh kỳ lạ đó lại truyền đến. Lúc này cậu quay người lại thì thấy người đàn ông đó đang đứng ngay ở hàng ghế phía sau mình. Hơn nữa, anh ta còn nhìn chằm chằm vào Quy, không hề giống như đang xem phim. Lúc này Quy cảm thấy rất hoang mang, muốn tìm thằng em họ để cầu cứu. Thế nhưng đúng lúc này thì thằng em họ lại đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh. Quy lúc này chẳng biết nhờ cậy ai, nghĩ bụng, mình phải hỏi cho rõ ràng xem là hắn ta muốn làm gì mới được. Thế rồi cậu quay lại định nói rõ với người đàn ông kia thì bỗng phát hiện đằng sau chẳng có một ai cả. Người kia đã ra khỏi rạp từ khi nào? Cửa ra vào của cái rạp này chỉ có một, từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất người em họ của Quy đi ra mà thôi. Đột nhiên có một chiếc dự cảm không lành hiện lên trong đầu cậu. Cậu bảo người yêu ngồi chờ mình ở trong rạp, sau đó là một mình chạy ra ngoài. Cậu chạy thẳng tới nhà vệ sinh và hét lớn tên của thằng em họ, thế nhưng lại chẳng thấy có ai trả lời. Nhưng đúng lúc cậu định rời khỏi nhà vệ sinh thì bỗng phát hiện có một người đứng ngay trước cái bồn rửa tay. Các bạn thử đoán xem, đó là ai? Đó chính là người đàn ông ban nãy ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong rạp. Chính vào giây phút đó thì người đàn ông kia ngẩng mặt lên, nhìn Quy cười rồi nói một câu mà khiến cho cả đời này cậu cũng có thể không quên được. Lẽ nào cậu không ý thức được rằng mình đang nằm mơ à? Nếu như cậu vẫn mãi không chịu tỉnh dậy thì cậu sẽ mãi mãi kẹt trong không gian này. Cảnh tượng trước mắt quả thật là quá kỳ quặc. Quy giật mình, lùi lại phía sau một bước, thế nhưng không biết là ai đã đẩy Quy một cái, khiến cậu mở trừng mắt và phát hiện ra lúc này bản thân mình vẫn đang ngồi trong rạp chiếu phim. Người vừa đẩy cậu không ai khác chính là người em họ ngồi ngay bên cạnh cậu. Cậu ấy nói, anh buồn ngủ như vậy thì lần sau đừng có xem suất chiếu muộn như thế này nữa. Thế nhưng, tại sao ánh mắt và nụ cười của cậu em họ lại giống như người đàn ông kia như vậy? Đột nhiên, Quy ý thức được rằng có thể mình vẫn đang nằm mơ. Vì thế, cậu liền nắm tay cô bạn gái kéo ra khỏi rạp phim. Thế nhưng cô bạn gái cảm thấy rất khó hiểu, hỏi lại Quy, sao vậy? Phim còn chưa chiếu hết mà, sao tự nhiên lại ra ngoài làm gì? Quy mới quát lớn, lẽ nào em không ý thức được rằng người ban nãy không phải là em họ của anh hay sao? Cô bạn gái của Quy lúc này cũng chẳng biết nói gì nữa, bèn tức tối đẩy cậu một cái và Quy đã tỉnh lại, phát hiện ra mình vẫn đang ngồi ở trong rạp phim. Lần này Quy tỉnh dậy và nở một nụ cười khổ sở, nghĩ rằng giấc mơ ban nãy đúng là thú vị thật đấy. Cuối cùng thì bộ phim cũng đã chiếu hết, ba người họ gọi xe về nhà. Lúc đang ngồi trên xe, Quy có vô tình ngẩng đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy người tài xế đang cười với cậu. Đã thế, ánh mắt và biểu cảm của người tài xế đó còn giống hệt như người đàn ông mà cậu vừa nhìn thấy ở trong rạp. Các bạn có thấy câu chuyện này rất khó để giải thích hay không? Đây là lần đầu tiên Quy gặp người tài xế này. Vậy thì tại sao cậu lại có thể gặp được người đó ở trong giấc mơ? Trừ khi có một khả năng, đây không phải là mơ.